Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken sẽ tới Trung Cộng trong tuần tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ tới Trung Cộng vào ngày 18 và 19 tháng 6. Như vậy, ông Blinken sẽ là giới chức ngoại giao cao cấp đầu tiên của Hoa Kỳ đến Trung Cộng trong 5 năm qua và là một giới chức Hoa Kỳ cao cấp nhất tới thăm Trung Cộng kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức. Nói về chuyến viếng thăm Trung Cộng này của ông Blinken, thì phụ tá ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đó là ông Daniel Quittenbrink, cho biết như sau. Chúng tôi không đến Bắc Kinh với ý định tạo ra một bước đột phá hoặc chuyển đổi nào trong phương cách mà chúng tôi đối xử với nhau. Chúng tôi đến Bắc Kinh lần này với cách tiếp cận với thực tế, tự tin và mong muốn chân thành để kiểm soát sự cạnh tranh theo cách có trách nhiệm nhất có thể được. Theo ông cho hay, hai bên dự kiến sẽ có thảo luận mang tính xây dựng và thẳng thắn, tập trung vào các mục tiêu quan trọng. Phía Hoa Kỳ hy vọng chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Blinken sẽ giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm để tránh xảy ra các cuộc xung đột. Vào ngày 14 tháng 6, trước chuyến đi, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Cộng Long Tần Cương. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Matthew Miller cho hay, ông blinken nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở để kiểm soát một cách có trách nhiệm với mối quan hệ giữa hoa kỳ và trung cộng đáp lại thì ông tần cương kêu gọi hoa kỳ thể hiện sự tôn trọng ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của trung cộng và ngừng làm suy yếu chủ quyền an ninh cũng như lợi ích phát triển của trung cộng dưới danh nghĩa cạnh tranh đó là những từ ngữ trong mặt kép ông này cũng bày tỏ sự hy vọng rằng các di chức Hoa Kỳ và Trung cộng có thể gặp gỡ nhau, kiểm soát hiệu quả sự khác biệt, thúc đẩy giao tiếp và hợp tác để đưa mối quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh cũng như ổn định. Ngân hàng Dự trữ Liên bang quyết định không tăng lãi suất. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm nay vừa thông báo họ quyết định không tăng lãi suất trước những biểu hiện tích cực của nền kinh tế đồng thời có thêm thời gian để đánh giá lại các bước đi trong thời gian vừa qua của cơ quan này đối với các cuộc chiến chống lại lạm phát tại Mỹ, theo CBS News. Đây là lần đầu tiên từ mùa xuân 2022, Ngân hàng Trung ương quyết định không tăng lãi suất. Động thái được đưa ra sau cuộc họp thứ tư hôm nay đã được dự báo trước. Sau khi 15 tháng liên tiếp tăng lãi suất với tham vọng kiềm chế lạm phát, đưa về mức 2%. Tuy nhiên, giới chức Cơ quan này cũng phát ra tín hiệu có thể sẽ có một lần tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm 2023. Mặc dù dự báo này không có điều gì là chắc chắn. Thưa quý vị, kinh tế nước Mỹ được dự báo sẽ tăng 1% năm nay. Trong khi vào đầu năm, các chuyên gia kinh tế chỉ e dè đưa ra con số tăng trưởng là 0.4. Bên cạnh tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán từ đây cho đến cuối năm tăng 4.1%. Dựa trên các con số chính này, Ngân hàng Trung ương cho rằng đây là những chỉ số có lợi cho cuộc chiến chống lạm phát. Các vụ tịch thu nhà ngày càng gia tăng tại Hoa Kỳ. Số chủ nhà tại Hoa Kỳ nhận được hồ sơ tịch thu nhà đang tăng đột biến. Trên khắp nước Mỹ thì gần 35.200 bất động sản đang bị đe dọa tịch thu. Theo một báo cáo từ công ty dữ liệu bất động sản gọi tắt là Atom thì cứ 4.000 ngôi nhà có một ngôi nhà bị tịch thu vào tháng 5 vừa qua. Hồ sơ tịch thu nhà tăng 7% so với tháng 4 và tăng 14% so với năm trước. Hơn 4.000 tài sản đã bị tịch thu xong vào tháng 5 vừa qua. Tỷ lệ này tăng 38% so với tháng 4 và tăng 41% so với cùng thời điểm năm 2022. Đó là theo trang tin địa ốc Reuters. Nhiều hồ sơ trong số nhà bị tịch thu này là kết quả của lệnh cấm của liên bang đình chỉ việc tịch thu nhà trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, khi mà hàng triệu người Mỹ không có việc làm. Sau khi lệnh cấm liên bang kết thúc vào năm 2021, nhiều tiểu bang đã gia hạn thêm. Tuy nhiên giờ đây, những chủ nhà chậm thanh toán tiền nhà trong vài năm qua đang được tống đạt những bức thư thông báo tịch thu nhà. Những ngân hàng cho vay đã bắt đầu thủ tục tịch thu nhà đối với gần 23.250 ngôi nhà vào tháng 5 vừa qua. Ông Paul Jurick là luật sư về phá sản, chuyên giải quyết các vụ tịch thu nhà ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida cho biết như sau: Rất nhiều người không đủ khả năng để mua nhà mà họ đang ở. Mọi thứ trở nên quá đắt đỏ và rất nhiều người trong số này bị mắc kẹt trong các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi, cho nên các khoản thanh toán của họ cứ tăng lên mãi. Theo dữ liệu của công ty thế chấp khoản vay mua nhà liên bang Freddie Mac, thì lãi suất thế chấp đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua. Từ dưới 3% ở hai năm trước, đã lên gần 7% hiện nay đối với các khoản vay có lãi suất cố định 30 năm. Các tiểu bang như là Illinois, Maryland và New Jersey có tỷ lệ nhà bị tịch thu cao nhất trên toàn nước Mỹ. Còn tiểu bang Florida và Ohio lọt vào top 5. Các thành phố lớn khác nơi có nguy cơ bị mất nhà cao bao gồm thành phố Elkhart ở tiểu bang Indiana, Cleveland, tiểu bang Ohio, Palm Bay và Ocala thuộc tiểu bang Florida. Theo The New York Times, một số đối thủ cùng đảng Cộng hòa với ông Donald Trump Trước cuộc đua tranh cử năm 2024 đã thay đổi giọng điệu một cách tinh tế kể từ khi các chi tiết trong bản cáo trạng truy tố cựu tổng thống tàn trữ hồ sơ mật được tiết lộ. Bà Nikki Haley nhận định nếu bản cáo trạng là chính xác thì ông Trump đã bất cẩn đối với vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên bà không tán thành việc kêu gọi bỏ tù ông Trump mà gợi ý rằng việc ân xá có thể là phù hợp hơn. Các đảng viên Cộng hòa khác đang đứng trước thách thức là ủng hộ ông Trump hoặc tập trung chỉ trích Bộ Tư pháp để không bị thành phần cử tri MAGA chống đối. Còn một nhóm nhỏ khác trong đảng Cộng hòa, những người vốn ly khai khỏi ông Trump, lại tăng cường chỉ trích cựu Tổng thống, gọi những bằng chứng của bản cáo trạng là rất nghiêm trọng. Ngay cả luật sư Alan Dershowitz, một người trung thành bảo vệ ông Trump cũng thừa nhận rằng Bộ Tư pháp đã thu thập được bằng chứng chí mạng là một đoạn ghi âm mà trong đó cựu Tổng thống thừa nhận việc giữ lại các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm. Thưa quý vị, cựu Phó Tổng thống Mike Pence bày tỏ hy vọng rằng các tình tiết của sự việc sẽ biện minh cho bản cáo trạng chưa từng có của liên bang đối với một cựu Tổng thống, nhưng không bình luận thêm. Cựu Thống đốc Chris Christie của New Jersey người tuyên bố là một ứng cử viên chống ông Trump, đã gọi các chi tiết của bản cáo trạng là không thể bào chữa, đồng thời chỉ trích các đối thủ né tránh thảo luận về các chi tiết cụ thể liên quan đến cựu tổng thống. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ chuẩn chi lên tới 363 triệu Mỹ Kim để giúp cho các thành phố và các tiểu bang cũng như các nhóm phi lợi nhuận trang trả chi phí cho vấn đề ăn ở và vận chuyển đối với những người nhập cư bất hợp pháp đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ. Các cơ quan của Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang và Cơ quan Hải quan cũng như Bảo vệ Biên giới đã công bố một thông báo về kế hoạch phân bổ thêm tiền thuế. Trước mắt có hơn 200 triệu trong số 363 triệu Mỹ kim sẽ được chuyển đến một số thành phố và các tiểu bang do Đảng Dân chủ điều hành các thành phố này đã tuyên bố là họ sẽ không cho phép các giới chức nhập cư liên bang thực thi luật liên bang tại các thành phố của họ vì phương cách mà họ bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Văn phòng quản lý và ngân sách của thành phố New York đứng đầu danh sách những thành phố sẽ nhận được số tiền trợ giúp nói trên. Thị trưởng Eric Adams thuộc đảng Dân Chủ sẽ đại diện cho New York đón nhận 105 triệu Mỹ Kim từ chính phủ liên bang nhân vật đứng đầu phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ là ông Chuck Schumer và nhân vật lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện là Hakim Jeffries đã cùng nhau xem chiếc thông báo vào tuần trước bằng Big Apple sẽ kiếm được 100 triệu Mỹ Kim để giúp đáp ứng khoảng 65.000 người nhập cư bất hợp pháp đang hiện diện trong thành phố và tìm kiếm sự giúp đỡ. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức, tổng cộng có hơn 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã được thả ra khỏi sự giam giữ của liên bang và được phép ở lại Hoa Kỳ thông qua các thủ tục trục xuất tại tòa án, là một quá trình hiện mất từ 5 cho tới 10 năm để hoàn tất. Giới chức cao cấp Mỹ đang yêu cầu gia hạn một chương trình do thám được gọi là 1702 thuộc Đạo luật Giám sát Tình báo Ngoại quốc gọi tắt là FISA, cho rằng nếu không gia hạn sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh của quốc gia, nhưng không chứng minh được chi tiết được ban hành vào năm 2008, mục 702 cho phép các cơ quan tình báo của Mỹ tiến hành tìm kiếm thông tin của những người không phải công dân cư trú bên ngoài nước Mỹ mà không cần giấy phép. Các thông tin này có thể bao gồm những tin tức liên lạc mà người dùng cung cấp thông qua các dịch vụ thư điện tử hoặc diễn thông của Mỹ. Mặc dù cơ quan điều tra liên bang FBI khẳng định rằng chương trình này rất quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng trong quá khứ các bên đã lạm dụng 702 để theo dõi công dân Mỹ, bởi vì chương trình này cũng cho phép các cơ quan truy cập vào các đoạn hội thoại giữa người Mỹ và người ngoại quốc. Tuy nhiên, trước phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, các giới chức hàng đầu nước Mỹ nhấn mạnh rằng chương trình này vô cùng cần thiết để cảnh báo các hoạt động gây rối loạn an ninh xã hội và kinh tế quốc gia. Nếu chương trình hết hạn thì việc thu thập thông tin tình báo từ các đối thủ như Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn sẽ khó khăn hơn. Mặc dù vậy, việc gia hạn 702 dấp phải phản đối từ các nhóm nhân quyền và một vài thành viên quốc hội. Các tổ chức này kêu gọi cần phải cải cách đáng kể chương trình, đồng thời yêu cầu phải có lệnh thì mới được đưa tra cứu thông tin của người Mỹ trên cơ sở dữ liệu trong khi đó FBI và những cơ quan tình báo khác tuyên bố thắt chặt việc sử dụng cơ sở dữ liệu Báo cáo từ văn phòng giám đốc tình báo quốc gia cho thấy các lượt tìm kiếm thông tin người Mỹ của FBI giảm gần 94% từ năm 2021 đến 2022 mang tranh luận liên quan đến gia hạn 1702 vẫn còn đang tiếp tục đây sẽ là cuộc chiến cân bằng giữa mối nguy an ninh quốc gia và quyền riêng tư. Tin liên quan tới thương vụ lên tới 69 tỷ Mỹ Kim của công ty Microsoft bị chặn lại. Tòa án tại Hoa Kỳ đã chấp thuận yêu cầu của Ủy ban Thương mại Liên bang gọi tắt là FTC tạm thời ngăn chặn công ty Microsoft không được mua lại công ty sản xuất trò chơi điện tử Activision Blizzard và ấn định một phiên điều trần vào tuần tới. Theo hãng tin Reuters, phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 22 cho tới 23 tháng 6 để giải quyết yêu cầu của Ủy ban Thương mại về lệnh ngăn chặn công ty Microsoft mua lại công ty Activision. Nếu không có lệnh của tòa án thì công ty Microsoft có thể hoàn tất thỏa thuận trị giá tới 69 tỷ Mỹ Kim, sớm nhất là vào ngày 16 tây tháng 9. Tòa án cho hay lệnh cấm tạm thời cần thiết để duy trì hiện trạng trong khi chờ giải quyết đơn khiếu nại và bảo đảm khả năng hiệu quả của tòa án khi áp dụng các biện pháp tiếp theo hai công ty Microsoft và Activision phải để trình các lập luận về pháp lý phản đối trước ngày 16 tháng 6 trong khi ủy ban thương mại phải hồi đáp vào ngày 20 tháng 6 công ty Microsoft đã công bố chào mua nhà sản xuất trò chơi điện tử Activision Blizzard vào tháng giêng năm ngoái để gia tăng sức ảnh hưởng trong thị trường trò chơi điện tử đang bùng nổ, cũng như để cạnh tranh với những công ty đầu ngành như là Tencent và Sony. Để dập tắt những lo ngại về chống độc quyền, thì công ty Microsoft, vốn là công ty sở hữu trò chơi điện tử nổi tiếng Xbox, vào tháng 2 khẳng định rằng họ sẵn sàng đưa ra các thỏa thuận cấp giấy phép cho đối thủ, thế nhưng sẽ không bán nhượng quyền tựa game hái ra tiền có tên là Call of Duty của công ty Activision. Tuy nhiên, cơ quan quản lý chống độc quyền của Hoa Kỳ cũng như cơ quan cạnh tranh và thị trường và tắt là CMA của Anh Quốc có nhiều lo ngại về thỏa thuận nói trên. Theo đài CNBC cho hay, việc công ty Microsoft đề nghị mua lại công ty Activision Blizzard đã đánh dấu một trong những thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử trong ngành trò chơi điện tử cơ quan quản lý từ nhiều quốc gia trên thế giới đang có những phản ứng khác nhau với thỏa thuận mua lại của công ty Microsoft. Đài BBC cho hay 37 quốc gia bao gồm Nhật Bản và Ukraine đã phê chuẩn về thương vụ này. Chủ tịch Smith khẳng định rằng công ty Microsoft sẽ chống lại yêu cầu ngăn chặn thỏa thuận này của Ủy ban Thương mại đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin á châu